Thưa quý vị, người ta có thể nói rằng là cuộc sống ở nông thôn ở Việt Nam, ở quê thì nó dễ sống vô cùng. Một ngày không có tiền vẫn có thể sống được. Nếu mà thật sự chúng ta chỉ muốn sống một cách bình an, cơm ngày hai bữa, rau cháo qua ngày, không cần bon chen, xe xua với cuộc đời, thì cuộc sống rất là dễ. Chỉ cần có chừng một miếng đất nho nhỏ, tự mình trồng rau để mà ăn, rồi thì ví dụ như muốn ăn cơm mà không có đồ ăn thì cứ ra ngoài vườn, thấy không, hái ba cái rau mọc đầy vườn á, có khi là càng cua, có khi là rau muống, có khi là rau lang. Còn nếu mà chúng ta chịu khó trồng ba cái bầu bí mướp mồng tơi thì ăn trời ơi quanh năm sao mà hết được. Mà được cái mình trồng thì mình biết á, mình trồng cái gì, rau chắc chắn là sạch rồi, không có cần nói. Có ai mà điên mà tự mình ăn mà trồng mà bỏ thuốc vô, phun thuốc làm chi không, cả nhà mình đó. Tôi nói đó là rau ha. Còn đồ ăn á, thì nếu như quý vị ăn chay như tôi thì quá dễ rồi, quý vị cái đậu hũ qua ngày, còn không thì cứ nấm niết, còn không thì ăn rau thôi, rau luộc rồi rau xào rồi cũng sống. Còn nếu người nào mà còn ăn mặn á, thì dễ, ví dụ nhà có nuôi nuôi cá thì câu cá lên là ăn, còn không thì nếu như mà giống như quê tôi thì còn thức ăn bao la luôn, đó là chỉ cần ra ngoài sông có tay lưới, giăng câu, hoặc là đi bắt hến, bắt chim chép thì cũng có bữa ăn rồi quý vị. Nói tóm lại, cuộc sống ở quê hương ở Việt Nam á, mà nhất là dưới quê á, thì không có sợ đói đâu. Thời nay quý vị sợ buồn cũng không có buồn luôn, bởi vì cuộc sống ở nông thôn bây giờ nó cũng là đô thị hóa rồi, cho nên là cũng chả thiếu thứ chi. Nói tóm lại, những người mà sống mà cứ xe xua đòi hỏi, không có biết quay vào bên trong, không có dưỡng tâm, không có chữa lành, không có sống bình an á, thì xin lỗi, quý vị sống ở đâu quý vị cũng cảm thấy nhàm chán và buồn, và ở đâu quý vị cũng thấy không có hài lòng hết. Nhưng mà tôi dám đảm bảo á, ở nước ngoài á, hoặc là ở thành thị á, quý vị mà một ngày quý vị không có tiền á, là quý vị là mệt mỏi đó, đuối đó, quý vị sẽ ăn không ngon, ngủ không yên á. Còn dưới nhà quê tôi á, không có tiền cũng không sao hết trơn á, cơm ngày hai bữa, không có lo đói. Không tin phải không? Rồi mời quý vị hãy tham khảo cuộc sống của bản thân tôi, cũng như là những người ở quê hương tôi. Mặc dù nghèo đó, nhưng mà họ được cái chân chất, và lúc nào trên cái ánh mắt, gương mặt của họ luôn luôn là nở nụ cười, và lúc nào họ cũng cảm thấy an nhàn lắm, không có phải lo lắng gì hết á. Ốc yết ăn cũng qua được một bữa, thấy không? Còn mấy đứa nhỏ nhiều khi nó thèm chuột chiếc gì đó, nó bắt nó nướng cũng xong đó. Rồi mời các bạn cùng xem nha, để thấy được cuộc sống của người dân ở quê hương tôi. Mình trời trời ơi, nó thơm, nó thơm khủng khiếp. Này có ấy chấm không? Ừ, chấm ớt. Có mưa ớt chấm không? Chấm nước mắm xả. Ừ đúng rồi. Có mẻ cũng ngon. Cái này nước thôi, để con qua cho ăn cái đùi kìa. Trời ơi đã, cho miếng ơi. Trời ơi, mình ngồi đây mình cũng nóng nóng hoài mà không thấy lên. Hai con 9 ký á. Con 9 ký hả? Chứ sao mà con 9 ký? Chứ gõ tú rồi, gõ tú. Ai nói? Con nào nằm chai á. Ôi trời ơi, lo luôn đã của mình. Mày không chịu trả giá mà. Vậy con mới nói hai con 18.
Hết sức rồi. Có điện chấm còn không ạ? Con bớ hồi nãy lấy còn không? Không. Hả? Hỏi luôn đi. Ê, hỏi luôn. Còn cái nữa. Ghi là tôi cắt con cái mấy cái cơm hả, tôi muốn cắt như nổi còn gì nữa không phải tính là mà hiểu ý mình rồi, nó xong rồi điện lại thường thường điện hàng điện chạy xuống nó rất liền thường ngày không có điều thối hương để hết cho bước đi không hình đẹp quá nó quay lên luôn rồi kìa rồi đi hả. Rớt xong không? Không à. Ngoài cũng rớt vậy? Một trái. Mấy trái? Ba trái đi con. Đây công nghệ của người dân miền Tây là tưới tiêu bằng cả hệ thống tự động đây các bạn ơi. Đây cái chòi của Tú đây. Chòi của Tú nè. Trời này nhậu được mà phải không? Nó là để sửa cái máy lại quay dưới đừng quay trên xấu quá. Ừ. Chào đi. Ngon. Chào mọi người. Tú Tưởng làm gì? À Tú Tưởng đang hái lá xong. Để chi? Để giò ăn. Đắp ở dưới chờ nó một ngày nó ra được cái rễ non đó, rồi mình mới lấy lên trồng chứ tự nhiên trồng vậy nó không sống. Xong sáng làm hả? Đúng rồi. Nổi đặc vậy luôn hả? Mới làm ở trưa mà. Nhanh mà. Mà chỉ một tiếng là ăn được rồi. Ừ. Em làm em ăn ai ăn vậy? Đơn giản. Bỏ miếng đường vậy thôi, đúng không? Đúng rồi. Này mà có hộp é nữa. Rồi đúng bạc. Cơm. Bao nhiêu xăm nó làm được thao này với 2 ca vậy hả? 3 ca luôn á. Ăn hết một ca. Ăn hết gà. Bỏ đá vô. Nó lạnh lạnh là được rồi, chứ không cần đá nhén là được. Xịt lè luôn hả? Giống lá dứa luôn hả? Ừ. Mặn. Ngon. Vừa gan anh bay. Ừ, hai cha con hấp lại cái máy bơm lúc rồi vô một mưa rồi. Dạ. Bắt được ít cá nè. Được hai con cá lóc. Ấy này là chất lượng. Ba con cá rô phi luôn. Ít, ít cá sặc. À, bên đây con con nữa nè. Có cá bù đó. Trời cái bù đá quá ha. Vô mánh luôn. Nấu canh chua ha, kho tiêu lụm. Kho cá có dừa ngon nè, cắt dừa cho cô ba bỏ vô. Dừa nạo, dừa này dừa dứa luôn. Chà, chết bà. Dừa dứa sang quá. Sang quá. Rồi đây. Nó ngập cá để nó sôi lên được. Rồi, dừa dừa uống ha. Đây 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 món cá, không món cá kho không làm rồi mình ăn bánh tráng mà có ngó luôn á hả mẹ bây giờ đứa ăn cái này đó không nè cái này nghĩa là mất nướng có mồi khác ấy chứ đây chép chép cái nữa là xong quá rồi chép xong này nó bắt hết chứ lúc nó hổm giờ 1 tám chép xong nó khác hả ừ quá nó bắt hết 50-70 thì nó về bắt 5.000 ký nè không nhận cái hớ này nó bự giả mai này chứ mày cũng còn nói bự nè tao lựa hết bự cho nó nè đó cái chỉ rồi mua tiêu chanh nè. Rồi rồi. Mua tiêu chanh đây nè. Ủa. Ủa là mua ớt tắc. Mua tiêu chanh. Mua chanh hả? Không ớt. Đáp cho thử xem nào. Buổi sáng cho mọi người.
Tư qua kêu anh Tư. Này. Mới chuyện anh rồi bà. Chờ hai anh cho biết rồi bắt chim chép có cực không? Đưa cho chị hai ăn nữa, đưa cho mấy nè hai ăn rồi lăn ra xét đúng không? Chịu lạnh được thì bắt được thôi. Tại sao? Có nghĩa là lặn xuống nước á thì mò xong họ bước lên là lạnh lắm. Dạ. Cái nào đạp trúng chân nước chân không? À, có chứ. Có khi nó gặp nằm dưới bụng luôn không? Đúng, nó nằm dưới bụng nó sẽ lú lên trên mặt phòng một khúc gì. Mà thấy cái nó ghê quá, nó cắt chết quá. Nó sẽ nằm ghê sao? Cái này nó ghim xuống được phải không? Đúng, nó sẽ nằm về. Lún cái ngày này lên chút. Mình mò mình chụp nó lên. Đúng, mình mò thế, mình mò đụng cái ngạnh á thì mình kéo nó lên, kéo lên. Đó. Thì nhiều con nhiều khi nó nằm như vậy thì mình đi cái tưng mình đạp vô đây thì nó đâm. Cái này nó hơi nhọn.